Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Clip 125. Các bạn nâng cấp dàn chân theo đúng phong cách đồ chơi châu Âu. Dù hiện nay bắt đầu xuất hiện những cái bản là 160cc tại Việt Nam, nhưng đâu đó những cái dòng như Valo, Lit hay cũ vẫn chưa là hết hot. Bằng chứng là nhiều bản độ vẫn lần lượt ra đời, thậm chí giá còn được đội lên cao hơn trước một chút và chưa có dấu hiệu bị giảm nhiệt. Phần nhựa nhám được khoét rộng để lắp được cái cụm năng Rainbow Costa. Phía trước được nhấn nhá bằng cái bình dầu Rainbow trong suốt đi cùng với ống dầu Active xanh dương đi cùng với cái màu phần nhựa áo. Cái cụm công tắc đỏ này được hai và tăng thêm cái chút điểm nhấn ngay cái phần bờ đồng hồ. Bên cạnh tay thắng là hơn khoảng 7 triệu, chính là cái cụm Domino vàng hay gai dưới. Nó được hai lại cái phần Cocap Titan tận dụng dây gai thái. Tới phần dàn chân trước, ta thấy được một cái phiên bản heo của Rainbow Blitz 2 bit đã xứng. Cái dòng heo dầu này có mức giá thị trường khoảng gần 10 triệu, chưa bao gồm các chi tiết như cái vát heo ốc ri năm xung quanh, cái dầu bản heo xám bấm đầu inox. Đây là cái khẩu súng mang tên 4 rod, một cái thứ đặc quyết âm thanh của con xe khi người chủ lên cái lớn. Với cấu hình bên trong của những cái dòng bom này, nó sẽ thoáng hơn sim, nên âm thanh có phần ấm và nổ cũng im hơn. Chi tiết titan đến từ những vật liệu như che cách nước và phần cobo. Cái dàn chân được thêm rất nhiều chi tiết, ví dụ như cái chân chống inox, mâm của Rainbow 8 cây và cái phục Hollin bình dầu liền nằm trên. Sonic 125, cái bản phục dựng lực lượng trong một cái dàn chân to lớn. Cái dòng Sonic 125 là không quá được ưa chuộng tại Việt Nam lắm, nhưng đâu đó cái xứ chùa vàng thì cái dòng xe này là một phong trào chơi được nhiều năm qua. Và với nhiều ý tưởng được ra đời thì dòng xe này được biến đổi theo nhiều phong cách khác nhau. Dây đông được minh lại để thay đổi cái tư thế ngồi chừng lái, giúp họ hướng về phía trước nhiều hơn. Tiên hơi đau tay nếu chúng ta chạy không quen, nhưng đây là một cách nấp gió cực kỳ tốt. Bên trái là cụm công tắc đồ chơi, bên phải cũng tương tự, được tích hợp thêm ống ga liền trong nó rất gọn gàng. Lướt sơ khâu các bạn cũng nhận ra cái bộ tay con giúp em, nó được minh lại cái phần chân phía sau, giúp người chủ dễ dàng bắt được cái kính ở phía bên trên. Tay thắng phiên bản mang mức giá thành dễ thở hơn của Rainbow CB. Phiên bản này không được trang bị khả năng chống gãy nên cái dòng tay này ở Việt Nam không được ưa chuộng lắm. Trang bị trợ lực Daytona phiên bản rất lâu đời, giúp ổn định tay lái, chống sạch khi đầu xe trong độ cao. Khi nhắc đến cái dàn chân, chúng ta thấy những món đồ chơi được người chủ lựa chọn cũng rất hài hòa, cân đối với nhau. Bao gồm cái con heo của Rainbow 4 bit trở xứng, mức giá khoảng 3 triệu một con. Chứ bao gồm những cái phát cho từng cái dòng xe khác nhau. Đi cùng với phần đĩa to lớn mang cái dòng đĩa màu vàng, khá đẹp. Cái dàn chân sau thì không kém phần hấp dẫn. Hình dáng cái chú heo dọc Rainbow lục lớn màu đỏ, 2 bit trở xứng cực kỳ đẹp mắt. Cái phần mâm nhỏ nhỏ được tháo bỏ và trang bị cho cái dòng sản phẩm lớn hơn, đem tính chiếc xe một cái trọng tâm là khá đầm ở tốc độ cao. Hình dáng cái mũi số gãy đơn cũng là một trong những điểm cần phải nhắc tới. Không biết lý do vì sao hầu như cái dòng Sonic 105 lại ở bên điều độ cái chỉ số gãy đơn khá nhiều. Tuy nhiên mỗi cái bản độ thì có một cái lợi thế của nó đặc riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhấn like, share, subscribe.